nghèo, gia đình nhỏ. Dương đang quay phim gần ở Vĩnh Long. Đó, thấy giống anh nông dân không? Quay ở Vĩnh Long xong rồi Dương chạy về Dương thăm nhà. Để chiều nay Dương lên Vĩnh Long Dương hát chào anh Tô Châu. Thăm nhà, thăm ba mẹ xong rồi chiều lên Vĩnh Long hát. Đường về nhà quê hương đủ đủ quá trời. Chiều nay gia đình nhỏ của Dương mà bạn bè anh em thân hữu ai mà gần đài truyền hình đó, ghé đài truyền hình, gần đài truyền hình xem Dương hát nha. Xem Dương hát cái chương trình giao lưu một cái quán cà phê gần đài truyền hình á, sẽ quý vị chạy ngang đài truyền hình Vĩnh Long á thì mọi người sẽ thấy. Hồ Lê đóng. Dương quay phim xong rồi Dương chạy về thăm nhà đây nè. Đó. Nhà thăm ba mẹ. Rồi chiều lên Vĩnh Long hát rồi mới. Ở đây nè có mấy cái cây khế nè. Có mấy cây khế, rất là nhiều khế này, mà gọi này khế này là gọi là cái gân, khế nu á. Đó, cái gì? Ai mà mua là Dương bán luôn, ship tận nơi luôn. Bán khế luôn. Đó, rất là nhiều gốc khế. Nhiều gốc khế đây nữa nè. Đó. Ai mà, gia đình ai mà thích chưng khế đồng dòng á thì Dương sẽ bán luôn. Ở đây nè có như rất là nhiều gốc khế. Rồi cà na nữa. Cà na Thái. Ai mà thích mua, thích mà chưng khế kiển rồi đó. Đó, có mấy cái gốc khế này nè, này chưng ở trước nhà như có chậu chậu nè, dễ thương lắm. Đó, ai mà thích chưng khế rồi là Dương sẽ bán luôn, sẽ ship tận nơi luôn. Một gốc khế là dao động từ 1 đến 3 triệu một gốc. À. Ngoài quay phim, ca hát. Bây giờ tới kinh doanh bán kiển luôn, ghê không? Ghê không? Bán khế luôn chứ bộ. Mà tại này là khế ở nhà. Khế nhà trồng đó. Vì chiều nay Dương sẽ ghé đài truyền hình Vĩnh Long đi thăm đài. Thăm đài xong cái chạy qua bên một cái quán đó hát. Cảm ơn Nguyễn Vàng. Cảm ơn Khắc Bình nha. Rồi anh Đông. Chúc anh Đông nhiều show phim nha, em đang quay ở miền Tây á anh Đông. Rồi xong em kết hợp với những cái quán, những cái tụ điểm ở Cần Thơ hoặc là Vĩnh Long. Ban ngày quay thì ban đêm em đi hát luôn. Mà tối nay Dương sẽ hát ở đường Phạm Thái Bường. Một cái quán cà phê rất là đẹp. Rồi Dương sẽ ghé đó, Dương giao lưu, Dương hát hò cùng với mọi người. Mọi người ai mà gần gần đài truyền hình thì ghé. Tối nay uống cà phê rồi ghé, mình ngồi mình tâm tình. Thế mình hát bolero rồi nghe chơi. Nghe mọi người ha. Điện đi quay mấy cái sitcom ngắn cũng như mấy cái chuyện cổ tích miền Tây xong rồi ghé thăm nhà luôn. Chúc mọi người sức khỏe nha, hẹn chiều nay gặp nhau tại quán cà phê Cá Coi, đường Phạm Thái Bường, phường 4, thị xã Vĩnh Long. Đó. Tối nay chắc hát chắc cũng cỡ 20 bài à. Rồi mọi người tối rảnh xuống đài truyền hình Vĩnh Long gần đó uống cà phê nha.
Bây giờ em vô em ăn cơm với ba mẹ. Rồi ai muốn mua khế là bán khế luôn. Khế nu, khế gân. Gốc 500 ngàn, 1 triệu, 1 triệu rưỡi, 2 triệu có luôn. À, là chương kiển rất là đẹp, nữa Dương sẽ đăng hình sau. Mà đây nè, đó mấy cái khế rồi đó. Ở nhà ba ông trồng đâu 7-8 năm rồi. Bây giờ nhiều quá, phải bán bớt thôi. Có cái gốc này nè. Đó, một cái gốc này là cao bằng Dương luôn. Cao bằng Dương luôn. Gốc này 20 triệu. Ten 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 ten. Rất là đẹp nha. Khế gần khế nu. Thôi chúc mọi người nhiều sức khỏe nha. Rồi gặp lại gia đình nhỏ sao. Thương quá trời thương. Chúc mọi người nhiều sức khỏe. Rồi chiều nay Dương sẽ lên Vĩnh Long Dương hát. Ai ở gần đường Phạm Thái Bường, gần đài truyền hình thì ghé quán cà phê đó xem Dương hát nhé. Ừ, Khắc Bình. Cảm ơn nha. Dạ con chào bố Nguyễn Châu, chúc bố nhiều sức khỏe nha bố. Nãy nào quay cổ tích chung rồi bố con mình gặp nha. I love you.